Xin chào các bác, xin chào các bạn đã xem video này của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn không phải là một sản phẩm mới, mà xin giới thiệu với các bạn là cái cách chữa sốt xuất huyết. Hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì đang có chiều hướng là gia tăng. Số người mắc cái bệnh sốt xuất huyết thì cũng tăng dần. Có nhiều cách chữa sốt xuất huyết, nhưng dưới góc độ về thảo dược thì hôm nay chúng tôi xin mách các bạn một cách chữa sốt xuất huyết rất đơn giản. Thế bài thuốc chữa sốt xuất huyết này chính là bài thuốc cổ truyền đã được Lương Y Hoàng Duy Tân nhắc lại trong cái video tác dụng hoa hòe của chúng tôi. Để xem lại cái video này thì các bạn chỉ cần search chữ hoa hòe và tìm đến phần video, các bạn sẽ xem cái video đầu tiên. Hoặc là các bạn đánh chữ tác dụng của hoa hòe thì sẽ thấy cái video mà có hình ảnh Lương Y Hoàng Duy Tân. Thì trong video này ở phút thứ 2 thì Lương Y đã hướng dẫn cách để chữa sốt xuất huyết. Thì hôm nay tôi xin trích cái đoạn video ấy lên. Bây giờ mời các bạn xem cái video của Lương Y Hoàng Duy Tân nói về cái cách chữa sốt xuất huyết mà dùng hoa hòe. Nhưng mà cái tác dụng chính của hoa hòe nó là cầm máu được. Yeah. Ở trong cơ thể của con người chúng ta, đặc biệt là cái phần dưới, thí dụ như là băng huyết rồi rong kinh rồi trĩ rồi đại tiện ra máu vân vân, chứ không chỉ có riêng là dùng để chữa trĩ đâu. Thì cái hoa hòe này, cái tác dụng của nó đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là tác dụng cầm máu. Nó rất tốt ở cái khâu cầm máu, vì thế mà chúng ta thấy là trong cái bài thuốc sốt xuất huyết của Bộ Y tế ban hành, hoặc là trong kinh nghiệm trong dân gian, em bé bị sốt xuất huyết, người ta dùng hoa hòe này với cái cỏ mực ấy, cái gọi là cỏ nhọ nồi đó, chúng ta còn gọi là cái cỏ nhọ nồi, hai thứ này nấu chung lên, nó giải quyết được cái hiện tượng nó không bị ra máu. Còn ngoài ra chúng ta dùng những cái vị thuốc khác để cho nó hạ sốt vân vân, nhưng mà riêng cái trường hợp mà tại vì sốt xuất huyết, vì nó có sốt rồi nó xuất huyết ra ngoài da, thì để tránh cái tình trạng nó không chảy máu ra ngoài da nữa thì người ta sử dụng cái hoa hòe này. Các bạn vừa xem cái trích đoạn cách chữa sốt xuất huyết bằng cái hoa hòe của Lương Y Hoàng Duy Tân. Thì các bạn biết là cái hoa hòe thì nó có cái đặc điểm là có tác dụng chính là tác dụng cầm máu rất tốt. Đấy, vì vậy cho nên là chữa sốt xuất huyết hay là một số cái bệnh mà chảy máu trong bằng hoa hòe, đó là cái việc đương nhiên của hoa hòe thôi. Thì cái cách sử dụng thì Lương Y đã nói rồi. Nếu mà ta có thể dùng cái hoa hòe này và cái cỏ nhọ nồi hay gọi là cỏ mực ấy, thì ta cho vào, ta đun thành nồi và ta uống, thì cái việc đấy là nó sẽ chữa cái việc cái hoa hòe và cái cỏ mực ấy là chữa cái xuất huyết dưới da các bác nhé. Còn lại cái việc sốt ấy, thì các bác dùng thuốc đông y hoặc thuốc tây y hoặc là thuốc nam, có rất nhiều bài chữa sốt, nhưng mà theo cá nhân tôi ấy, thì để đơn giản nhất thì tôi hay dùng là cái về, nếu như điều trị về sốt xuất huyết thì sẽ dùng hoa hòe rang cháy. Các bác xem cái hoa hòe ở đây là cái hoa hòe chưa rang cháy của tôi nhá. Các bác nhìn này. Còn đây hoa hòe đã rang hơi cháy một chút này. Thì các bác rang cần sẫm màu như này thôi nhá. Cách rang hoa hòe thì các bác chỉ cần search cái video là cách rang cháy hoa hòe thôi. Rang cháy hoa hòe là các bác để một cái chảo nóng lên, các bác đổ hoa hòe vào và rang một lúc thì nó có một màu sẫm lại như này là có thể dùng tốt. Ngoài ra các bác có thể sang sẫm hơn một tí. Khi pha thì cỡ khoảng độ 2 thìa này cho khoảng 1/4 lít nước. Đấy. Cũng có thể là các bác pha đậm hơn hoặc nhạt hơn, tùy theo độ đậm nhạt mà các bác nên pha. Thế nên cách nữa là các bác nên đun lên, tốt hơn là các bác dùng nước thật sôi. Vì như thế thì sẽ làm chín hoa hòe và nó sẽ ra được cái chất. Cái việc chữa sốt xuất huyết thì đây là cái hoa hòe nó có tác dụng cầm máu thôi. Còn lại là các bác phải dùng thuốc chữa sốt. Thì thuốc chữa sốt thì có rất nhiều cách thuốc chữa sốt. Ví dụ như các bác có thể dùng cách đơn giản như dùng các loại thuốc có cái thành phần paracetamol để giải cảm. Cái thứ hai nữa là cũng có thể các bác dùng cái thuốc chữa sốt của Tây Y hoặc là thuốc chữa sốt của Đông Y, như là một số cái bài thuốc Nam chữa sốt, hoặc là các cái bài thuốc đông y của Trương Trọng Cảnh, như là bài thuốc Quế Chi Thang hoặc là Ma Hoàng Thang, tùy theo cái tình hình sốt mình như thế nào mà chữa.
Trong cái khuôn khổ video này thì tôi chỉ nói sơ qua với các bác về cái cách chữa sốt xuất huyết, chủ yếu là cái cách cầm sốt xuất huyết thôi. Còn lại thì về cái phương pháp điều trị sốt như thế nào thì đấy là tùy các bác. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân tôi thì tôi hay dùng paracetamol để uống để chữa sốt. Còn lại cái việc cầm sốt xuất huyết thì sẽ dùng cái hoa hòe. Các bác dùng độc vị hoa hòe thì hoa hòe còn rất nhiều tác dụng, thì các bác sẽ search trên cái video kênh video của tôi thì sẽ search được cái từ là tác dụng của hoa hòe, thì các bác sẽ biết cái hoa hòe có rất nhiều cái tác dụng. Thì xin cảm ơn các bác đã xem cái video này, các bác hãy đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.